vẫn rộng cửa cho người tự ứng cử, đó là khẳng định của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để chuẩn bị cho kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa 15 và thời gian nộp hồ sơ ứng cử vẫn còn từ nay đến 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021. Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nêu rõ là tất cả mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền ứng cử. Các đại biểu tự ứng cử viết đơn gửi đến Ủy ban bầu cử các cấp gồm đơn xin ứng cử, hồ sơ trên cơ sở như vậy, Ủy ban bầu cử sẽ xem xét và thống nhất với mặt trận Tổ quốc đưa ra các hội nghị hiệp thương để thỏa thuận thống nhất. Thời gian nộp đơn và hồ sơ bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021. Chia sẻ tâm nguyện, làm đại biểu là cơ hội lớn để đóng góp xây dựng đất nước. Giáo sư, anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, ông đã nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Thực tế, ông là một trong hai người đã tự ứng cử thành công vào Quốc hội khóa 14. Tôi cho rằng một, một người thậm chí trước lúc ứng cử, kể cả tự ứng cử và kể cả là có cơ cấu, thì đều phải nhìn lại cái thời gian của mình diễn đàn quốc hội là một cái diễn đàn vô cùng quan trọng công việc của đại biểu quốc hội là công là việc nước mà nếu như anh làm như một cái công việc phụ trong cuộc đời của anh trong cái cái cái, cái giai đoạn sống đầy của anh thì rất không nên cái thứ hai thì tất nhiên rồi đó là phải có những cái năng lực về đọc về tổng hợp về phân tích tình hình rồi nữa là có một cái kỹ năng tốt trong phát biểu phát biểu ý kiến để trình để trình bày với hai lần tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội thì giáo sư có suy nghĩ gì về quy trình ứng cử đại biểu quốc hội tôi thấy cái quy trình đấy phải nói là rất chặt chẽ và cái thời gian ấy, quốc hội đã cho chuẩn bị rất sớm là theo cái luật quốc hội mới đấy đã sửa đổi vừa rồi đấy thì từ khoảng 15 năm này trở đi thì có nhiều cái thuận lợi hơn đặc biệt đối với những người tự ứng cử. một trong những cái điều thuận lợi đấy là gì nhá, có thể chia sẻ. Dựa trên cái tinh thần mà của nhân dân ấy, thì người ta thấy được rằng là, là rất cần thiết, rất nên phải tạo điều kiện để cho những cái người mà họ đã có nhiều kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm trong quản lý, thậm chí okay, kinh nghiệm trong lãnh đạo, kinh nghiệm trong cuộc sống mà đã trải qua trong cái cái đất nước của mình ấy thì họ được chủ động tham gia quốc hội để họ góp phần nói những cái tiếng nói phải nói là nó xác thực hơn này đúng đắn và gần gũi hơn ừ. cho quốc hội và quốc hội đã dựa trên cái điều đó và đạt sửa được đạt sửa luật tôi cũng tham dự họp cho nên tôi biết thực sự mà nói thì tôi nhận thấy một điều là quốc hội cũng mong đợi có cái điều ấy xảy ra và cho đến bây giờ con số chưa chính xác nhưng tôi biết là cái cái tinh thần đó thì nó đã được thực sự đã diễn ra đúng như vậy thì số lượng từ ứng cử có thể là nhiều hơn hoặc là không nhiều hơn nhưng điều này là tôi tin chắc là có đó là chất lượng của những người từ ứng cử đấy thì nó tốt hơn xin cảm ơn giáo sư